Tôi nghĩ là anh nên nói hết mọi chuyện với cả anh Tuệ đi. Thật ra cũng chẳng có gì thay đổi cả. Hai người vẫn là hai anh em ruột mà. Tôi sợ mất nó. Đời tôi làm gì còn ai ngoài nó nữa đâu. Mất nó là mất một nửa cuộc đời tôi. Ông không cùng dòng máu với cháu, nhưng cháu với thằng Tuệ là hai anh em cùng mẹ khác cha. Ông bây giờ cũng già rồi, chả sống được bao lâu nữa. Cháu với thằng Tuệ vẫn mãi là anh em. Ý ông là sao ạ? Ông đi xét nghiệm để khẳng định chắc chắn đỡ hoang mang. Chứ ông vẫn mãi là ông của cháu. Thằng Tuệ vẫn mãi là em của cháu. Mình là một nhà chúng ta. Cháu xin lỗi ông. Dạ. Cháu phải nói với ông ngay từ đầu. Ông tốt với cháu quá. Thằng Tuệ, nó cũng luôn coi cháu là anh trai. Đây là lần đầu tiên cháu cảm nhận được tình thương, hiểu được thế nào là gia đình. Cháu tham lam quá, vậy nên... Thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều cháu ạ. Dẫu gì thì đây cũng là nơi để các cháu đi về. Ông luôn chờ đón các cháu. Mà cháu cũng đừng nói gì gọi với thằng Tuệ. Sau này lớn lên, anh em sẽ cảm thấy thích hợp thì nói cho nhau biết cũng được. Bởi vì thằng Tuệ nó là đứa dễ mùi lòng, cho nên không muốn nó phải nghĩ ngợi nhiều cháu nhé. Tôi thấy anh đừng nặng nề quá. Đều là anh em trong nhà cả mà. Giận nhau một vài hôm là hết ngay thôi. Sợ nó buồn quá rồi suy sụp đó. Con cái thì đang như thế. Thêm vào cái chuyện này. Tôi nghĩ là anh nên nói hết mọi chuyện với cả anh Tuệ đi. Thật ra cũng chẳng có gì thay đổi cả. Hai người vẫn là hai anh em ruột mà. Tôi sợ mất nó. Đời tôi làm gì còn ai ngoài nó nữa đâu. Mất nó là mất một nửa cuộc đời tôi. Vậy là từ bé anh không biết chuyện gì hết á? Từ khi mẹ tôi mang tôi về trả cho ông nội, tầm 15, 16 tuổi. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con đi. Đi vào đi, mày đi theo mẹ thì mày khổ cả đời à. Mẹ bảo này, có điều này mẹ phải nói cho con biết nhá. Tuệ nó là con ruột của bố, là cháu ruột của ông. Còn mày, mày là con riêng của mẹ, không có liên quan gì với nhà người ta ấy. Thế nên mẹ ở đây phải ngoan nữa chưa? Nếu như không nghe lời người ta đuổi đi đây. Đi vào. Thế sao bây giờ mẹ lại bỏ con? Mẹ để con theo mẹ. Khổ đời mấy con có chịu được mà. Thấy à? Mày ở đây để mẹ con được đi học, được nên người, được ăn, được ở. Mày đi theo mẹ, mẹ nợ nần chồng chất, người ta truy đuổi mẹ cái kìa. Sao mà mày đưa mày đi được? Đi vào. Thế khi nào hết nợ, mẹ về đón con nha mẹ. Được rồi. Nhớ phải ngoan thì nghe chưa? Phải nghe lời người ta nhớ chưa? Trước đây, ông nội vì bố mày đã nghi ngờ rồi nên mẹ mới phải dẫn mày đi đây. Mẹ đi nhá. Thế bố con là ai hả mẹ? Thôi mẹ đi đây. Anh yên tâm, nếu như thật sự không còn nơi nào để về thì cái nhà trọ nhỏ lúc nào cũng sẵn sàng cho anh. Có phải nhà tôi đâu mà tôi về. Thì vẫn ở đây. Miễn sao đóng tiền đủ là được. Suốt ngày tiền, đam mê tiền à? Thì không có tiền thì sống như gì? Nước gì đấy? Mướp đắng.
Nghe bảo là mướp đắng giảm mỡ tốt phết đấy. Tôi đun sẵn rồi anh uống đi. Từ bây giờ uống thay nước lọc luôn nhá. Cảm ơn. Mẹ. Mẹ ai cơ? Mẹ của mướp đắng. Cho cả cân vào đây ra mướp đắng đi. Đúng không? Mấy cái lát thôi mà. Sao cô lại ăn đồ của tôi? Thì tôi không nỡ để anh ăn kiêng mình. Ăn cùng nó có đồng đội làm gì? Hơi. Nhìn đi, tôi lấy tô cũng béo lắm rồi đấy. Cũng phải giảm cân thôi. Người thì như cái que còn giảm cân. Ăn nhiều vào cho nó có sức. Tự nhiên đi giảm. Giờ hơi nó vừa. Đi mẹ. Mầm ơi, con xem ai đến thăm con này. À đấy ạ. À. Đây là bà nội của con đấy. Bà nội ấy ạ? À? Có phải bà nội ngày xưa bố mẹ kể với con là bà nội bị lạc đúng không ạ? À? Sao bà tự tìm được đường? Hay ai giúp bà đấy ạ? À? Bà xin lỗi, bây giờ bà mới đến thăm con được. Bà hết lạc đường rồi thì bà phải vui chứ ạ? À? Cứ tự nhiên như ruồi thế. Chủ ở đây người ta đuổi việc tao đấy. Ra chỗ khác chơi đi. Anh làm sao ấy? Em đang tập làm người tử tế như anh bảo con gì. Người tử tế sáng giờ đói thối mồm ấy. Không có ai nữa đuổi người tử tế cả. Mà em chả biết em có trụ qua ngày hôm nay không. Bơ ở người tử tế này. Mày! Mày kia! Bác sĩ ơi, cứu con em ơi, bác sĩ ơi. Bác sĩ đưa con em đi đâu nè? Bác sĩ ơi, bác sĩ đưa con em đi đâu nè? Tôi mời anh chị ra ngoài ạ. Bác sĩ ơi, bác sĩ cứu con em rồi. Ơ, thì con nó bị làm sao đấy hả em? Anh không biết, em đang nói chuyện với con xong rồi nó co giật rồi nó sốt luôn. Bác sĩ đưa đi luôn. Rồi con làm sao để em làm sao được? Mầm ơi. Mầm ơi, bà mẹ xin con đừng có chuyện gì không đi, mẹ chết luôn con này. Con ơi. Anh chị ơi, bệnh của cái mầm nó trở nặng rồi. Anh qua đây được không ạ?